Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong khi các cấp ngành địa phương nỗ lực chống dịch như chống giặc thì cuộc chiến dập dịch tin đồn, tin giả trên không gian mạng cũng quyết liệt không kém. Trong chuyên mục kỳ này, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Gia Chiến, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh về một số nội dung liên quan đến luật an ninh mạng. Trước tiên là phần cập nhật chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Theo đó, tổ chức cá nhân vi phạm trong thời gian được giao giữ bảo quản phương tiện vi phạm thì không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông, không được tự ý thay đổi nơi giữ bảo quản phương tiện vi phạm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. Trường hợp do thiên tai hỏa hoạn hoặc khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh tình huống mà nếu không kịp thời di chuyển, thay đổi nơi giữ bảo quản phương tiện sẽ gây thiệt hại đến phương tiện thì được thay đổi nơi giữ bảo quản phương tiện, nhưng ngay sau đó phải thông báo cho người có thẩm quyền tạm giữ biết. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2020, Nghị định 38/2020/NĐ-CP ban hành ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn. Vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ Việt Nam đồng. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của luật đầu tư. Theo nghị định, doanh nghiệp dịch vụ phải có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung của đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động được thực hiện theo mẫu số 02 phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngoài kênh truyền thông chính thống, người dân theo dõi khá sát các trang mạng xã hội để cập nhật thông tin về dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã không bỏ trống trận địa mạng xã hội để đưa thông tin chính xác kịp thời, góp phần chung tay trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, nếu người dân không hiểu rõ về việc sử dụng mạng xã hội, hoàn toàn có thể vi phạm pháp luật. Cụ thể ở đây là vi phạm luật an ninh mạng. Để làm rõ hơn về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Gia Chiến, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Dạ vâng thưa ông, sau hơn một năm luật an ninh mạng đi vào cuộc sống, xin ông cho biết về việc triển khai cũng như những tác động của bộ luật này mang lại đối với cuộc sống của người dân Lào Cai. Lào Cai chúng ta là một tỉnh rất là phát triển, sôi động về kinh tế và xã hội, và trong đó có rất nhiều các cái ứng dụng về công nghệ thông tin và đặc biệt đó là sử dụng các mạng xã hội. Và từ công tác quản lý điều hành xã hội cho đến các vấn đề là học tập, vui chơi, giải trí, giao lưu tình cảm và nhiều các mục đích khác của các tổ chức cá nhân ngày càng nhiều hơn. Chính vì vậy cho nên sau khi một năm thực hiện, tôi thấy rằng là với cái trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng đã tích cực và tuyên truyền để đưa luật an ninh mạng vào cuộc sống bằng những cái phương pháp và những nội dung tuyên truyền hết sức thiết thực để cho mỗi một người dân, mỗi người cán bộ hoặc là một sĩ quan trong lực lượng vũ trang thấy được cái trách nhiệm của mình, rồi là biết một số các kỹ năng cơ bản khi chúng ta tham gia sử dụng an ninh mạng. Và qua đó chúng ta thấy rằng là luật an ninh mạng ra đời và thực hiện trong thực tiễn đã giúp cho cái không gian mạng nó được trong sạch và lành mạnh hơn. Và cái đặc biệt hết sức quan trọng đó là quyền lợi ích của các tổ chức, của các cá nhân đã được bảo đảm hơn và mọi người được tôn trọng hơn. Qua theo dõi của cơ quan an ninh mạng, chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua, sau một năm thôi,
Nhưng đối với Lào Cai thì phải nói rằng những cái hành vi mà vô tình hoặc là cố ý hoặc những hành vi sai trái nó gây ảnh hưởng tung tin thất thiệt, đặc biệt là những tin giả, tin không đúng sự thật, thế rồi là mang tính chất là va chạm, vu khống, ảnh hưởng đến đời sống đời tư của nhau thì cũng đã có cái giảm đi. Thời gian vừa qua thì tình hình dịch bệnh COVID-19 được liên tục cập nhật cả trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên mạng xã hội. Và thực tế thì trong thời gian qua tại Lào Cai cũng đã có nhiều trường hợp bị xử lý khi đưa tin giả về dịch bệnh trên mạng xã hội. Vậy xin ông hãy phân tích rõ hơn về mức độ vi phạm của những hành vi này ạ. Trong thực tiễn qua công tác đấu tranh và phát hiện thì công an tỉnh Lào Cai chúng tôi đã phát hiện là tới 28 trường hợp. Thì trong đó chúng tôi đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính là 9 trường hợp. Phạt mỗi trường hợp mà là 10 triệu đồng. Thế còn lại là 18 trường hợp thì với cái tính chất mức độ do ngộ nhận rồi là cái mức lan truyền thông tin rồi là chia sẻ nó chưa đến mức tức là nghiêm trọng mà đặc biệt nghiêm trọng nên chúng tôi cũng tiến hành nhắc nhở. Và để bình luận về vấn đề này chúng ta thấy rằng là cái nhận thức của những cái số người này và có một bộ phận người dân khác thì chúng ta thấy rằng là họ nhận thức cũng chưa đầy đủ về hệ thống pháp luật, về vấn đề là thu nhận này, lưu trữ này, truyền tải thông tin. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong thời gian qua thì vì hành vi này chưa phổ biến mà cũng chưa được xử lý nhiều. Chỉ mãi đến cái đợt dịch vừa rồi thì chúng ta phải kiên quyết và phát hiện và xử lý một cách nghiêm khắc. Thì chúng ta đã xử lý theo khoản 3 của điều 64 nghị định 174 ngày 13 của chính phủ. Những cái nghị định này đã cũng hết hiệu lực từ ngày 15 tháng 4. Và kể từ ngày 15 tháng 4 thì có nghị định số 15 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Và tại điều 101 của nghị định này nó rất rõ. Ngoài những thông tin đưa thông tin thất thiệt về an ninh trật tự, rồi những thông tin thất thiệt về mê tín dị đoan, rồi hoặc là những vấn đề và tuyên truyền về những cái hành vi mà chẳng hạn như là bạo lực, kích động bạo lực, các loại tội ác, thế rồi là đánh bạc, rồi là vi phạm pháp luật này khác, hoặc là mua bán những hàng hóa mà cấm, thì trong đó quy định cũng rất là rõ sẽ phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu. Mà trong đó hành vi đầu tiên kể đến đó là cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự của tổ chức cá nhân và nhân phẩm của người khác. Thì đây là một trong những cái quy định hết sức chặt chẽ. Thì từ ngày 15 tháng 4 đến nay thì qua chúng ta thấy rằng là do chúng ta xử lý, nhắc nhở và tăng cường tuyên truyền thì đến nay thì chúng ta chưa xử lý hành vi này. Nhưng trong thời gian tới nếu người dân nhận thức không tốt đúng mà tiếp tục có những hành vi này thì có lẽ cơ quan chức năng và các cơ quan có thẩm quyền cũng phải ra quyết định xử lý những trường hợp này cho đúng với pháp luật để làm sao cho cái không gian mạng của chúng ta hết sức lành mạnh. Vâng, trước thực tế như vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nói chung cũng như luật an ninh mạng nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân cũng như là đưa luật ngày càng đi vào cuộc sống ạ? Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới để cái luật an ninh mạng ngày càng đi vào trong cuộc sống và theo tôi là tất cả các giới đều cần phải trang bị cho mình một cái lượng kiến thức hết sức quan trọng. Mà kiến thức đầu tiên là kiến thức về pháp luật. Kiến thức pháp luật thì ta có thể nói rất là dài, nhiều nội dung, nhiều luật khác nhau thì nó rất là mông lung và nó khó hiểu. Nhưng theo tôi ấy, thì là các cơ quan chức năng, rồi là các bậc cha mẹ, gia đình, rồi là các thầy cô giáo và xã hội cũng cần có những nội dung ngắn gọn thôi. Để người ta thấy rằng là khi tham gia không gian mạng thì họ được làm những cái gì và không được làm những cái gì, mà đặc biệt là không được làm những cái gì. Và cũng ý thức được những cái nội dung mà luật an ninh mạng đã cấm. Đó là những cái nội dung và những hành vi cấm đó là những hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội. Thì thứ nhất là không nên làm, không được làm mà không thể làm những việc đó. Thì từ đó thì khi người ta tham gia không gian mạng giữa một cái hình thái không gian đan xen giữa cái thông tin thật giả lẫn lộn, thông tin xấu, thông tin tốt lẫn lộn thì người ta biết chọn lọc thông tin. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chúng tôi. Tới đây thời lượng dành cho chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.